chú tên gì? Quỳnh Kiều. À, Quỳnh Kiều. Chú không nói được luôn hả? Rồi con mắt của chú là bị từ nhỏ luôn. Rồi chú, con bên đây chú thấy rõ không? À, con bên đây thấy rõ. Năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi? Năm qua chú 53 tuổi. À, là một vợ năm đứa con gái. Con cha mẹ ơi, một vợ năm đứa con gái luôn. Mà đứa đầu là lấy chồng rồi. Rồi còn đứa thứ hai. Đứa thứ hai có chồng, lựa chữa có con gái thì vợ rồi, có đứa con bị chết. Con bị chết chứ. À, đứa thứ hai là có đứa con bị chết. Bữa chữ thập đỏ kêu vợ rồi cuối cùng vợ chồng cũng ly dị rồi. Bỏ nó. Khổ, nói chung đứa nào cũng khổ. Là đứa con thứ hai là đi lấy chồng xong đẻ con rồi đứa con nó bị chết. Bị gì đó, có là kêu gọi, chữ thập đỏ kêu gọi cũng được một ít tiền. Tội dữ trời. Cùng rồi chồng nó bị chết. Ấy rồi còn lại. Rồi bây giờ cái cô thứ hai đó là về ở với chú rồi hả? Với chú rồi. Rồi cái cô thứ ba. Cô ba. Cô thứ ba là đi làm thuê ma trong Sài Gòn. À, cô thứ ba làm trong Sài Gòn. Rồi còn hai con kia thì nó thường, nó nhỏ. Còn nhỏ hơn thường nữa hả? Không được lanh lắm. Nói chung là nghiệp hai đứa nó không được lanh lắm. Rồi mấy cái cô mà đi vô Sài Gòn làm nó có gửi tiền như cho chú không? Cuối năm chẳng về để mới đề gả trả cho. Hả? Ôi dạ. À, đi làm rồi tới cuối năm về có tiền mới cho. Rồi công việc bình thường của chú là chú làm gì? Làm nông. Chú làm ruộng nè, làm ruộng nhiều không? Có còn mấy sào, 3 sào ạ. Mới đi chế độ số 2 em. Là làm được 3 sào. Rồi đủ ăn không? Đủ hả? Rồi vợ chú thì sao? Vợ chú giờ làm gì? Ai làm nông luôn. Đây. Đó chạy vậy luôn hả? Trời ơi. Cô, qua đây, con ngay đây. Rồi vợ cô ở đây luôn. Đây. Hồi đó là cô với chú là quen nhau bao lâu mới cưới nè. Cô, bây giờ đi nói chứ ngỡ không quen. À, hồi đó là ông bây giờ đi nói hả? À. Nhưng mà thấy chú vậy thương chú hơn. Quá. Rồi bây giờ là hai đứa nhỏ nhất là bao nhiêu tuổi cô? Con 16 tuổi, con 12 tuổi. Thì tính ra là cô chú quá giỏ. Nam đứa con bữa nay nuôi an hạt tới mười mấy tuổi không à? Là quá giỏ. Thì cô chú làm ruộng vậy thôi hả? Nhà có nuôi bò không cô? À. Trời ơi trời. Mắt chú không thấy một con, không thấy đoàn. Không thấy. Dạ, không thấy luôn một con hai con. Con không thấy mà. Nói cũng nói không được. Nó cũng không được luôn, nó cũng bị đất luôn rồi. Quả bị đứt với nên quả một chai vậy. Đứt một chai thanh quả không hả chị? Nói được. Nó cũng đốt thì còn cảnh lắm, đặc biệt không chú lên đây từ mấy giờ chú là chú ở Phú Hòa phải không? Phú Hòa. Rồi Phú Hòa bà con với Phú Vinh thì là cách một cái núi con Phú Vinh. À cười mấy em về đây em thấy có một điều là những người mà người ta khó khăn á thấy người ta lạc quan lắm, tại vì họ xác định cái nghiệp của người ta như vậy rồi, cái số phận người ta vậy rồi. Bây giờ chị cũng phát quà cho bà con đi ha. Nói chung là các phần quà của em hồi nãy em gửi cho mình đó là mỗi hộ là 500.000. À, riêng hoàn cảnh của chú là con cho thêm nha. À, cái này con cho thêm chú nha, để chú kênh có trang trải cho cuộc sống ha. Đó, nghe là thấy tội luôn chứ. Mà cười hỏi tới là cười. Ta quen với cái chuyện mà sống trời ạ rồi chị. Sợ bỏ đó nên là bà con chờ đợi lâu từ nãy giờ á, thì do là em Trâm cũng đi nhiều xã thì con cũng đưa bà con này cũng có 10 xuất quà nhỏ thôi để dành cho bà con ở các xã phường khác ngoài Phú Minh với Phú Phong phát chiều hôm nay.
thì nói chung em là Bích Trâm là diễn viên quê ở Phú Vinh, con gửi thì bữa này riêng cho chú là 2 triệu nha, để chú trang trải gì cho chú 2 triệu. Chú cảm ơn đi. Được rồi chú. Dạ, yên chú hỗ trợ cho 2 triệu. Còn bây giờ con mời mấy cô đứng vô đây để nhận quà với diễn viên Hồ Bích Trâm, phát tiền, tặng tiền cho bà con. Dạ, nói chung là cái số quà này cũng lớn á. Bữa giờ chỉ Thập Đỏ con chỉ có 500 nghìn là nhiều à. Chiều hôm nay thì 10 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì mỗi hộ được 500 nghìn. Trong đó thì 3 tuổi là tuổi bao nhiêu con? Tiền quà. Cái quà này là của anh. Tuổi dê là đúng luôn, là tuổi dê của mẹ của mình. Con có tấm đải hỗ trợ cho 150 triệu đồng. Chiều nay con đã trao và còn 10 hộ cuối cùng. Thì con đã trao 50 triệu, còn lại 15 triệu là hỗ trợ cho ba nhà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là chết do bỏ. Thì còn lại là 10 suất này là hỗ trợ trị giá 500 nghìn cho 10 hộ. Còn lại 100 diễn viên thì hỗ trợ cho mỗi hộ là 500 nghìn tiền mặt. Là tổng cộng suất của chiều nay các cô chú nhận là 1 triệu đồng. Thì trong đó là có 200 nghìn tiền quà, thùng sữa, thùng mì, còn 800 nghìn tiền mặt. Trong đó là 300 nghìn tiền mặt của bên Hội Chữ Thập Đỏ là kết nối với anh Quỳnh Quang Lãm hỗ trợ 500 nghìn một suất. Còn 500 nghìn là của em Hồ Bích Trâm. Hồ Bích Trâm. Lễ ơi, chúng ta có bao kìa. Cô bị gì cũng đúng luôn. Rồi bây giờ mình nhận xong rồi bà con mình về đây nha. Về luôn nha. Dạ, con gửi chú cho chú nhận dùm cho bà đúng không? Dạ, đây là con gửi bà. Dạ, con gửi bà. Dạ, đây là phần quà 500 ngàn nha, con gửi bà. Dạ, con gửi bà. Dạ, bà bị sao mà đây bà? Bà bị gì? Quỳnh Kiều. Đây là rồi. Họ nghiệp với trời. Cái này 300 đây cũng có cái tay bị rung hoài. Dạ con biết, dạ có đứa con mới bị tai nạn tuần này hồi nãy. Để nó một hồi nữa em gọi thêm cho cô. Cô còn nằm ở đó hả? Còn hai phần nữa nè. Cô chỉ Thập Đỏ con nè. Còn hai phần hai người đó. À cô Hồng Kiều ơi, chắc sáng của nó cô Hồng không? Cô nhớ để cô cho nó. Để cô nhận luôn mình đi. Đây. Rồi dạ bây giờ không có chị. Rồi thôi bây giờ cô ra đây nha. Cô ra đây con hỏi chuyện một xí rồi một hồi nữa rồi mình lấy mì tôm với lại ái sao nha. Cô đứng được không? Rồi tại sao cô ngồi xuống đi, cô ngồi xuống đi. Sao áo gì đâu ướt mệt hết rồi. Đây nó ngồi ngay ngay lại nó cũng không học. Ngồi xuống. Gần nè Kiều ơi, xa quá không có nghe vậy á. Rồi cô năm nay bao nhiêu? 61 tuổi chứ hả? Rồi cô rồi chú đâu cô? Chú đó cô qua đây giờ. Là bị tai nạn ở ngoài Đà Nẵng đang làm. Thế là bị tai nạn đang nằm ở bệnh viện Đà Nẵng đúng không? Dạ, rồi mình là mình bị cái gì con? Sao mà mình bị teo não hả? Bị teo não xong nó ép cái dây thần kinh của mình. Rồi cái nó ép dây thần kinh cho nên là nó mới làm cho tay chân mình như vậy. Rồi vậy rồi đâu có mình đâu có làm gì được đâu. Cô làm gì? Số cô Phương Kiều. Cô quyện đó. Cô cứ dậy. Nó bây giờ á, nó chạy lên bây giờ á. Giờ là cả tay cả chân luôn hả cô? Cả chân được rồi, còn thấy chị miệng. Miệng luôn nè, kia nữa hả? Đây con cả tay coi. Trời ơi. Nói chung là ai không được cầm cái cơn sải mấy nó sả rồi sao cô ăn cơm rồi giờ cô cầm cô rớt miếng rồi sao cô không được cô nói không đi lên nhà rồi cô tập được cũng như nó được trần lặng cái tổ mình đem cái tô mình để sát vô xong rồi cái mình để lên để dính cái nào được cái nào hai cái đó khi mà cố vậy trời còn là hết nó
à. Con 3 tuổi đó. Con cháu 7 tuổi nó đút cho mình. À, mình bị này lâu chưa cô? 11 năm rồi. Là 9 này. Là từ 11 năm nay là cứ dài miết luôn. Ít năm nay nó nhiều. À, năm nay nó mới nhiều hơn à. Mỗi ngày nó càng teo hơn đúng không? Ủa đâu có em cho chị Kiều phát đi mà. Chị phát rồi. Ý là về phát rồi, nhận rồi, còn một người nữa, còn nằm một chỗ để xí thì dẫn em xuống. À vậy thôi vậy chị cho bà con mình về luôn đi chứ để chờ đợi nữa. Về đi chứ để mưa chứ chờ đợi lâu không thì bà con thông cảm nha. Dạ. Lái xe dắt xe vô đây. Dạ không, à, cái này nè, để nói chung là tại vì có hoàn cảnh của mình nó cũng đặc biệt hơn ha, con cũng có cho thêm cô một tí, cái của ít lòng nhiều á cô à, giờ cái này là đã là cho 500 rồi, cái này là 300 thôi nè, bây giờ con có cô thêm 1 triệu nữa nha. Dạ, 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 chào cô à, dạ, chào cô. Rồi bà về cẩn thận nha. Em ơi còn bì nữa nha. Đây đây đây. Hai bì luôn á. Đây còn hai bì đây. Còn một xúc qua nè. Bỏ cho tăng cái túi cho điểm nó đấy. Đây đưa con cất vô cho tội nghiệp. Đây con nhét cái này vô trong đây luôn cho bà nha. Con đem cái xe lại đây bỏ lên trên đây. Cái bì ra nữa để nè, một xúc nữa để cho cô quỷ đó. Rồi mình có uống thuốc gì không? Cái gì vậy ta? Rồi nãy chở cô xuống. Cô xe đi vậy? Cô dắt đi xe đi được không? Nói thiệt rồi. Tại biết không? Mình đi bộ phao không có những hoàn cảnh như vậy á. Ở đâu chị? Ở đây là Phú Nhơn đúng không? Phú Nhơn chưa có nên là chị mới kiểu biết tội cho bà cô. Thôi bây giờ vậy nè, để em đi sân Tây kia về đi, xong rồi mình tổ chức, còn ở phố nào chưa có nữa thì mình tổ chức thêm ha, để em kêu gọi thêm mình thường quân ha đó, chứ giờ tiền cũng còn ít. Cho nên là để mấy thêm cho Phụ Nhân này nọ, chứ ở đâu cũng có người khổ chị ơi. Nhìn về tội luôn. Nó không có thể mời là có sao quá đi được. Chị mới thêm 10 người đặc biệt, nó khoan hồi đi chờ từ hồi 20 giờ về luôn á chứ. Ồ, nghe. Đó, bà đi về đi. Cô, dạ, cô dạ. Về ghép cái xe đâu, cô, xe về, cô đâu. Về thay cáo ra liền nha, áo ướt mẹp rồi. Xe đâu. Nha, về thay cáo ra liền nha. Xe đâu con bỏ sữa lên nha. Dắt lại cho xe chỗ nào? Đây chú đi bỏ vô. Chị Bo ơi, chị mượn cái sợi đây nghe. Đây mượn cái dưa cái. Hy vọng là sẽ có thêm tiền để mà gửi cho mấy cụ này tội luôn.